Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, Azfin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại Azfin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng Con Tự Do Tài Chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Dân số gốc Do Thái trên thế giới chỉ có khoảng gần 13,8 triệu người, khoảng 0,19% dân số thế giới theo số liệu năm 2013, tức là cứ khoảng 517 người thì có một người Do Thái. Thế nhưng, vào khoảng giữa thế kỷ 19, 1/4 các nhà khoa học trên thế giới là người Do Thái. Và tính đến năm 1978, hơn một nửa giải Nobel rơi vào tay người Do Thái. Israel, đất nước duy nhất của người Do Thái trên thế giới, là một trong những nước đi đầu trong khoa học, kỹ thuật, giáo dục. Tại sao một dân tộc bị lưu đày, truy đuổi nhiều năm lại sản sinh ra nhiều nhân vật kiệt xuất như Albert Einstein, Karl Marx, Picasso, Soros và cùng một loạt thành tựu khoa học nghệ thuật cũng như nhiều tài phiệt kinh tế như vậy? Đa số giới chuyên gia cho rằng, người Do Thái sở dĩ đạt được nhiều thành tựu như vậy, nguyên nhân căn bản là bởi họ vô cùng xem trọng giáo dục gia đình. Mặc dù phải trải qua rất nhiều khó khăn suốt một thời gian dài, người Do Thái không quên dành cho con nền giáo dục tốt nhất. Trải qua cuộc sống khó khăn nhiều năm, người Do Thái còn dần dần tìm ra bộ phương pháp giáo dục gia đình đặc biệt. Sau đây là 5 điều mà Azfin đúc rút ra khi theo dõi và quan sát cách dạy con của người Do Thái. Thứ nhất, đó là tôn thờ trí tuệ. Khi còn nhỏ, những đứa trẻ Do Thái luôn được dạy về việc xem trí tuệ là quan trọng nhất trong cuộc đời này. Sau đây là một câu chuyện minh chứng cho điều đó. Una là một bé gái Do Thái xinh xắn, năm nay Una 5 tuổi. Một hôm Una đang đọc truyện tranh thì mẹ nói, mẹ có điều này muốn hỏi con, là thế này, nếu có một ngày nhà chúng ta không may bị cháy, khi chạy đi con cần mang theo thứ gì? Quá đơn giản ạ, con phải mang theo tiền bạc hoặc vàng, vì chúng rất có giá trị. Una trả lời một cách rất chắc chắn, không đúng rồi, con hãy nghĩ kỹ xem nào. Mẹ Una vừa lắc đầu vừa nói, vậy con sẽ mang theo truyện tranh, vì mẹ nói sách vở rất quan trọng, cần trân trọng sách vở. Una trả lời mẹ, Una, con hãy nghĩ kỹ thử xem nào, vì bà bối này vừa không có hình dáng, lại không có màu sắc và mùi vị. Con có biết đó là thứ gì không? Con xin lỗi mẹ, con không biết ạ. Không sao, mẹ nghĩ mẹ cần nói cho con biết. Nếu nhà mình bị cháy, con cần mang theo trí tuệ của mình, vì trí tuệ là thứ không thể đốt cháy được và nó sẽ mãi mãi ở bên con. Una hiểu chưa nào? Mẹ Una nói một cách lòng trọng. Ồ, con hiểu rồi, con cần mang theo trí tuệ, vì chẳng ai có thể lấy trí tuệ của con đi cả. Una gật gù đáp trả lời mẹ. Trong gia đình Do Thái, có rất nhiều câu hỏi tương tự được đưa ra. Mục đích cốt lõi cũng là hằn sâu vào tâm trí của những đứa trẻ. Trí tuệ là điều quý giá nhất, vì không ai có thể ăn cắp được chúng. Lịch sử cũng đã chứng minh điều ấy khi dân tộc Do Thái bị tước đoạt tài sản, truy đuổi nhiều năm trong lịch sử nhưng cuối cùng vẫn vươn lên và có ngày hôm nay với nhiều thành tựu và tài sản. Có một câu nói, nếu chia của cải xã hội cho 10 người đều như nhau, sau 10 đến 15 năm, của cải lại về tay hầu hết những người giàu trước đó. Ý nghĩa là, về dài hạn, trí tuệ sẽ là nền tảng cho sự thịnh vượng. Của cải có đặc tính phân phối lại liên tục và chỉ những người xứng đáng mới có thể sở hữu chúng lâu dài. Và vì người Do Thái luôn tôn thờ trí tuệ, vậy nên họ cũng thực hiện phương pháp nuôi dưỡng trí tuệ ngay từ khi đứa trẻ còn rất nhỏ. Các bà mẹ Do Thái có ý thức nuôi dạy trẻ ngay từ khi trong bụng. Họ rất quan tâm đến việc đọc sách, học toán cũng như các chế độ dinh dưỡng để tốt cho thai nhi. Người Do Thái cũng quan niệm rằng việc các bà mẹ học tập khi mang thai cũng giúp tư duy của đứa trẻ tốt hơn. Khi trẻ còn bé, người Do Thái đã cho trẻ tiếp cận các hình thức như học thuộc kinh thánh, mục đích là để trẻ phát triển bộ nhớ hơn là việc hiểu sâu. Đây sẽ là nền tảng cho trí nhớ siêu việt của người Do Thái sau này. cho con học ngoại ngữ từ sớm. Thời điểm trẻ học ngoại ngữ tốt nhất là dưới 3 tuổi và tốt thứ hai là dưới 6 tuổi. Các bậc cha mẹ Do Thái sẽ nói chuyện với con bằng các ngoại ngữ khác nhau để trẻ tự thấm được các ngôn ngữ này. Bên cạnh đó, các phụ huynh Do Thái còn khuyến khích trẻ sống trong môi trường sách vở. Khi trẻ còn bé, họ để những trái cây như nho hay mật ong vào các trang sách, tạo sự hứng thú trong tiềm thức những đứa trẻ rằng sách vở luôn gần gũi và ngọt ngào. Phụ huynh Do Thái còn khuyến khích trẻ đặt câu hỏi, cho dù là những câu hỏi ngây ngu nhất. Đối với dân Do Thái, việc này là để trẻ phát triển khả năng tự tư duy và đặt câu hỏi. Ban đầu, những câu hỏi có thể ngây ngô và đơn giản, nhưng thời gian dài sẽ hình thành nên những tư duy cũng như kỹ năng đặt câu hỏi. Nguồn gốc của trí tuệ là hoài nghi, luôn đặt câu hỏi. Yếu tố thứ hai đó là phụ huynh Do Thái rèn con tính tự lập. Đối với nhiều người chúng ta luôn có suy nghĩ rằng trẻ nhỏ còn đang non nớt, chưa thể làm được việc gì. Tuy nhiên, người Do Thái không cho là như vậy. Họ luôn tạo điều kiện cho trẻ nhỏ tin tưởng vào bản thân chúng. Các bậc cha mẹ cho con mình lao động từ rất sớm. Đặc biệt, dân tộc Do Thái còn giao cho những đứa trẻ nhỏ của mình công việc hơi quá sức một chút so với độ tuổi. Trẻ 8 tuổi thì làm việc của trẻ 10 tuổi, 10 tuổi thì làm việc của trẻ 12 tuổi. Mục đích của điều này thực chất không phải là để trẻ hoàn thành công việc xuất sắc, mà là để trẻ tư duy, tìm cách thức thực hiện những công việc khó. Qua đó sẽ học hỏi và hình thành các kỹ năng tự xử lý vấn đề ngày một tốt hơn. Những đứa trẻ Do Thái được dạy rằng thất bại là một phần của cuộc chơi. Phải luôn có tinh thần dám làm, dám trải nghiệm và dám chấp nhận thất bại thì mới có thể thành công hoặc không. Nhưng nếu không làm thì chắc chắn không thành công. Điều này rèn luyện cho trẻ sự tự chủ trong việc theo đuổi sở thích cũng như ra quyết định. Điều thứ ba, đó là phụ huynh dạy rằng kinh doanh và quản lý tài chính là kỹ năng cơ bản cần phải có. Khác với hầu hết chúng ta, sợ việc trẻ con phải tiếp xúc với tiền bạc, dân tộc Do Thái qua bao đời lưu lạc đã hiểu ra rằng chỉ một xã hội, một dân tộc phát triển kinh tế mới có thể đem lại sự tự do, hạnh phúc và bình đẳng. Vì thế, dân tộc Do Thái rất ý thức trong việc giáo dục con em họ về tiền bạc. Đặc biệt, môn học kinh tế, kinh doanh và tài chính được đưa vào giáo dục nhà trường cũng như gia đình từ rất sớm. Ví dụ như, trẻ 3 tuổi đã bắt đầu học nhận biết về đồng tiền, 5 tuổi trẻ đã được giao làm các việc đơn giản để kiếm tiền như dọn dẹp nhà cửa. Rèn luyện đức tính tiết kiệm, lập kế hoạch tài chính nhưng tuyệt đối không keo kiệt. Lên cấp 2, môn học về kinh tế, kinh doanh bắt đầu được đưa vào trường học. Lên cấp 3, chúng trở thành những môn học rất quan trọng. Thậm chí khi lên đại học, nhiều trường kinh tế khi tốt nghiệp, nhóm 10 người phải tạo ra một dự án kinh doanh có doanh thu 1 triệu đô mới đủ điều kiện để tốt nghiệp. Trẻ em Do Thái luôn được giáo dục rất kỹ càng về mặt quản lý tiền bạc và từ đấy cũng là nền tảng để tạo ra giới siêu tài phiệt sau này của thế giới như Jeff Soros, Nari Allison, Michael Bloomberg, Sergey Brin, Naren Page, Steven Bomber hay Warren Buffett. Điều thứ tư, trẻ em Do Thái được dạy rằng cần thân thiện với người khác và lễ phép với người trên. Trên con đường đời của mỗi người, không ai có thể tự mình làm tất cả. Một cá nhân trở nên xuất chúng, thành công, ngoài khả năng và sự cố gắng thì luôn cần sự giúp đỡ của những người xung quanh, sự tạo điều kiện và giáo dục của gia đình. Người Do Thái hiểu được sức mạnh của tập thể, vì thế mà các cha mẹ Do Thái cũng dạy trẻ nhỏ biết yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh, đề cao tinh thần đoàn kết. Bên cạnh đó, phải lễ phép với cha mẹ, thầy cô, người lớn trong gia đình và với hàng xóm. Đặc biệt là khả năng lắng nghe luôn được đề cao. Trẻ em Do Thái được dạy rằng con có 2 cái tai nhưng chỉ có 1 cái miệng. Cũng giống như tỷ phú John D. Rockefeller từng nói, nhớ những điều người khác nói với bạn, chứ không phải là những gì bạn đã biết. Chỉ khi chúng ta rộng mở, sẵn sàng tiếp nhận những thứ mới, xu thế tương lai, thì chúng ta mới có thể học hỏi được nhiều điều. Điều cuối cùng, đó là cha mẹ Do Thái luôn quan niệm rằng cơ thể khỏe mạnh mới là tiền đề của hạnh phúc. Cha mẹ Do Thái thường lấy lịch sử dân tộc mình làm dẫn chứng để con cái hiểu tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe. Trải qua hơn 2.000 năm phiêu bạt và nhiều lần bị sát hại, dân tộc Do Thái vẫn không bị hủy diệt. Ngoài ý chí sinh tồn kiên cường và trí tuệ uyên bác, còn một nguyên nhân không thể thiếu, đó là sự coi trọng đối với sức khỏe. Chính vì có thể chất khỏe mạnh nên họ mới có thể chống chọi lại mọi loại bệnh tật và tiếp tục sinh tồn, phát triển thịnh vượng cho đến ngày nay. Anh chị và các bạn thân mến, sự ưu tú và xuất sắc của người Do Thái không tách rời tôn giáo và nền giáo dục của họ. Trong tình cảnh bị truy sát và bức hại, dân tộc Do Thái vẫn không ngừng học hỏi, đoàn kết cùng những người Do Thái ở khắp nơi trên thế giới và cuối cùng giành được nhiều thành tựu đáng tự hào. Và Azfin tin rằng phụ huynh Việt Nam có thể học hỏi được phương pháp giáo dục từ phụ huynh Do Thái để có thể có phương pháp giáo dục cho con em mình tốt hơn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng Azfin đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.